Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2023. Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Các địa phương trên địa bàn huyện Tam Đường chủ động phương án phòng chống thiên tai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023, tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự đã được nghe giới thiệu tóm tắt những điểm mới, quy chế thi, hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Lưu ý trong quá trình tổ chức thi, tình hình kết quả công tác phối hợp, đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi năm 2022 và giải pháp nâng cao hiệu quả năm 2023, hướng dẫn phát hiện các thiết bị công nghệ cao có thể gian lận trong kỳ thi. Thông báo một số nội dung về tuyển sinh đại học và trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023, tình hình đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng. Các đại biểu cũng đã thảo luận, trao đổi, giải đáp thắc mắc về kỳ thi. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, các thí sinh nộp hồ sơ từ ngày 4 đến 15 tháng 5, tổ chức thi từ ngày 27 đến 30 tháng 6, công bố kết quả thi ngày 18 tháng 7. Cũng tại hội nghị tập huấn, các đại biểu cũng được thông tin về công tác tuyển sinh năm 2023, những đề xuất phương án thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Chiều ngày 21 tháng 4, Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Lai Châu tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có đại biểu công đoàn viên chức tỉnh, 85 đại biểu thuộc các công đoàn bộ phận. Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh gồm 5 công đoàn bộ phận với 267 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trong việc thanh toán chế độ tiền lương, tiền thưởng, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác. Tham gia xét duyệt nâng bậc lương thường xuyên cho 368 lượt đoàn viên, xét nâng bậc lương trước thời hạn cho 129 đoàn viên. Tích cực tham mưu với cấp ủy và cơ quan xây dựng bồi dưỡng đề bạt công chức có năng lực và phẩm chất vào các vị trí lãnh đạo từ cấp đội trở lên. Chú trọng phát triển đoàn viên, kết nạp mới 41 đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia tuyên truyền, động viên công chức người lao động, thực hiện chủ trương của ngành, tham gia nhiệt tình vào các phong trào thi đua do công đoàn viên chức, liên đoàn lao động tỉnh phát động, ủng hộ các hoạt động nhân đạo từ thiện, ủng hộ các quỹ, xã hội công đoàn, tương trợ đoàn viên người lao động, đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền 716 triệu đồng. Trong hai năm 2021-2022, công đoàn đã huy động 3 đợt đóng góp ủng hộ quỹ vaccine COVID-19 với tổng số tiền 144,3 triệu đồng, ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, số tiền trên 60 triệu đồng, 215 lượt đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện. Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, công đoàn cơ sở luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm được công nhận công đoàn cơ sở vững mạnh, có nhiều tập thể cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua và được các cấp khen thưởng. Tham luận tại đại hội, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến về chăm lo bảo vệ quyền, lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn ở cơ sở, công tác phối hợp giữa tổ chức công đoàn với chính quyền thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số. Nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, đề ra 9 mục tiêu cụ thể, 10 nhiệm vụ trọng tâm và đề ra 6 biện pháp thực hiện cụ thể. Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh đã bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khóa 6 gồm 10 đồng chí. Đồng chí Phạm Ngọc Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn cơ sở khóa 5, tái cử giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở khóa 6. Đại hội bỏ phiếu bầu Ủy ban kiểm tra gồm 3 đồng chí, bỏ phiếu bầu 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn viên chức tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, tình hình thời tiết khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, những năm gần đây xuất hiện mưa đá, gió lốc đã làm thiệt hại tài sản của người dân. Chính vì thế, xã Giang Ma, huyện Tam Đường đã chủ động đề ra các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế địa phương nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại về người và tài sản. Phóng sự sau phản ánh nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thời gian qua, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, thường hay xuất hiện các tình huống thiên tai cực đoan như gió lốc, mưa đá. Do đó, để hạn chế thiệt hại xảy ra, Ban Chỉ huy xã Giang Ma, huyện Tam Đường đã chỉ đạo các đoàn thể, phối hợp với các trường bản, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc gia cố nhà cửa, chuồng nuôi gia súc. Để tránh thiệt hại về tài sản, gia đình ông Giàng A Vàng ở bản Giang Ma, xã Giang Ma, huyện Tam Đường đang chủ động gia cố lại nhà cửa, chằng chống chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo an toàn khi thiên tai xảy ra. Cái tuyên truyền của chính quyền địa phương thì chủ yếu là gia đình chúng tôi là cũng phải biết rằng là cái mùa gió lốc này, chúng ta thứ nhất là chúng ta phải chuẩn bị một cái chắn chắn cho gia đình, tức là phải che chắn rồi các cái để đảm bảo an toàn. Đấy, rồi như là mưa đá rồi gió lốc này, cái là chúng tôi phải chủ động trước, phòng ngừa trước. Đấy, cho nên là cái này là cái thường xuyên chúng ta phải làm, là chúng ta phải chống là thế nào, nhưng mà nàng cái gì nó chỉ để chắc chắn. Đấy, không nên để nàng sơ sài đấy, thì có gì thiên tai đó đấy là chúng ta không đối phó được. Cho nên cái này luôn là cái hàng đầu của mỗi hộ gia đình, mà cũng như bản thân gia đình tôi, cũng như cả hàng xóm, cả làng đấy. Năm 2023, với phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã phối hợp với các đoàn thể xã, chủ động xây dựng phương án phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, rà soát, xác định các vùng, điểm dân cư trọng yếu có nguy cơ cao, có thể xảy ra hiện tượng sạt lở để sớm di rời đến nơi an toàn. Sau từ đầu năm đến bây giờ, thì Ban Chỉ đạo xã đã xây dựng chủ động, chỉ đạo là xây dựng kế hoạch về phòng chống lụt bão, phòng chống thiên tai trong năm 2023, chỉ đạo chuyên môn là thực hiện tốt việc công tác tuyên truyền, kiểm tra những khu mà có chuẩn bị sạt lở đất và tuyên truyền cho bà con nhân dân chủ động ứng phó với những cái dịp thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn để giảm thiểu và gây thiệt hại nhẹ nhất về tài sản và con người trên địa bàn xã. Để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, ngoài giải pháp ứng phó của cấp ủy chính quyền, thì người dân cũng cần phải nâng cao cảnh giác, không chủ quan, chủ động mọi phương án tốt nhất để bảo vệ tính mạng và tài sản của mình khi có hiện tượng thời tiết xấu xảy ra. Thưa quý vị, thưa các bạn, xác định công tác vận động thanh niên đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như đẩy mạnh việc giảm nghèo trên địa bàn xã. Thời gian qua, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ đã có nhiều giải pháp tuyên truyền để người dân quan tâm tới chính sách xuất khẩu lao động. Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để người đi xuất khẩu lao động hoàn thành các thủ tục hồ sơ pháp lý. Năm 2022, nhờ chính quyền địa phương tuyên truyền cũng như thấy được một số người dân trong xã đi xuất khẩu lao động có tiền gửi về, nên hai vợ chồng chị Lý Thị Hiền ở bản Thèn Thầu, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ đã bàn với nhau vay 150 triệu đồng ngân hàng chính sách xã hội để chồng chị đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Sau 6 tháng đi xuất khẩu lao động, nhờ chăm chỉ làm việc mà chồng chị đã gửi 150 triệu đồng về cho chị trả hết số tiền vay ngân hàng chính sách khi đi xuất khẩu lao động. Số tiền vay làm nhà chị dự tính cuối năm, gia đình chị sẽ trả hết nợ. Chồng tôi đang đi xuất khẩu ở bên Nhật. Tôi cũng thường xuyên gọi điện cho chồng và cũng mong chồng cố gắng làm để trả hết nợ của gia đình. Vì vay tiền để làm cái nhà này thì gia đình đang nợ một số tiền khá lớn, nên là cũng mong chồng cố gắng để kiếm được tiền để trả nợ. Bản Thèn Thầu hiện nay là bản có số lượng thanh niên đi xuất khẩu lao động lớn nhất xã Bản Lang với trên 24 người. Hiện tại nhiều thanh niên đi xuất khẩu lao động mỗi tháng gửi về từ 15 đến 30 triệu đồng tùy từng thị trường đi xuất khẩu lao động. Từ đó giúp nhiều hộ có nguồn thu nhập ổn định, góp phần rất lớn trong công tác xóa đói giảm nghèo của bản. Bản Thèn Thầu chúng tôi ấy, bây giờ thì có thanh niên khoảng tầm 20 người, là hay trên 20 người đi xuất khẩu lao động, đi Đại, đi Nhật. Về hàng tháng thì cũng gửi một số tiền về tương đối cũng khá lớn, đến 18 đến 20 triệu trên tháng, trên năm. Thì bây giờ nhiều nhà thì cũng kinh tế cũng tương đối khá và là xây dựng được một cái nhà cửa gì đó. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng các đoàn thể, từ năm 2015 đến nay, xã Bản Lang có trên 40 người đi xuất khẩu lao động. Riêng trong năm 2022, có 14 người đi xuất khẩu lao động các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức.
và có 10 lao động đang theo học tiếng để đi xuất khẩu lao động. Xác định công tác xuất khẩu lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần tăng thu nhập cho người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững, cấp ủy chính quyền xã Bản Lang sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người trong độ tuổi đảm bảo đủ các điều kiện đi xuất khẩu lao động, đồng thời phối hợp với các cấp đơn vị tư vấn cho người lao động nắm rõ thông tin về các thị trường có tiềm năng, trong đó đặc biệt chú ý đến tiêu chuẩn tuyển chọn cũng như điều kiện làm việc. Cùng với đó triển khai các chính sách hỗ trợ vốn vay cho người lao động yên tâm đi làm việc ở nước ngoài. Trong thời gian qua thì Ủy ban nhân xã cũng đã tích cực phối hợp với các cái đơn vị liên quan, đặc biệt là Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh cũng như là các cái tổ chức chính trị xã hội phối hợp tích cực tuyên truyền đến các cái bản cho các cái đối tượng trong độ tuổi lao động để hiểu rõ cái lợi ích của việc xuất khẩu lao động thông qua các cái buổi họp bản sinh hoạt chi hội để làm sao mà người lao động người ta hiểu rõ được cái việc lợi ích của xuất khẩu lao động. Thực tế cho thấy cuộc sống của nhiều hộ gia đình có người thân đi xuất khẩu lao động đúng pháp luật tại xã Bản Lang đều được cải thiện. Nhiều hộ không chỉ mua sắm được các vật dụng trong gia đình, còn sửa chữa và xây mới nhà cửa. Do vậy, xuất khẩu lao động đang là hướng đi đúng và hiệu quả, đồng thời là một trong những giải pháp tốt nhất để giúp người dân thoát nghèo, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Xác định công tác phát triển đảng viên có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thời gian qua, Đảng bộ xã Bắc Ta, huyện Tân Uyên không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu năm, Đảng bộ xã Bắc Ta, huyện Tân Uyên đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên cho từng chi bộ, tăng cường chỉ đạo các chi bộ nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Ngoài ra, Đảng bộ xã còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ. Nhờ thực hiện chặt chẽ từng bước, từng khâu trong tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, mà công tác phát triển đảng ở Đảng bộ xã Bắc Ta đã có sự chuyển biến tích cực. Năm 2022, Đảng bộ xã kết nạp được 12 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 255 đồng chí. Các đảng viên mới được kết nạp đều nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở, được quần chúng tín nhiệm. Để công tác phát triển đảng làm sao mà nó có chất lượng và nó có hiệu quả, thì trong thời gian tới đấy, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đào tạo và đặc biệt là bồi dưỡng những các cái thế hệ trẻ để nhận thức được về công tác đảng, công tác chính trị và đặc biệt là tâm huyết với những các cái lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ chính trị ở trên địa bàn. Từ đấy thì chúng tôi cũng gắn với cái phát triển kinh tế để cho các cháu rồi các em, đặc biệt là các quần chúng ưu tú đấy, được có tiếp cận với những các cái chủ nghĩa rồi những các cái lý tưởng, đặc biệt là các cái chủ trương chính sách của Đảng. Là một trong những chi bộ tiêu biểu làm tốt công tác phát triển đảng viên, chi bộ Bản Quyết Tiến hiện có 45 đảng viên sinh hoạt. Để tạo nguồn và thu hút đông đảo quần chúng đoàn viên thanh niên tham gia, ngay từ đầu năm, cấp ủy chi bộ chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng các mô hình câu lạc bộ, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn viên, hội viên phụ trách, tạo môi trường để quần chúng ưu tú có cơ hội để thử thách, rèn luyện phấn đấu vào Đảng. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng có nhận xét, báo cáo những ưu điểm, khuyết điểm của quần chúng để chi bộ nhận xét đánh giá, kịp thời quan tâm, bồi dưỡng, đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định. Nhờ làm tốt công tác đào tạo nguồn, hàng năm chi bộ kết nạp được từ 3 tới 4 đảng viên, vượt so với chỉ tiêu được giao. Để làm tốt công tác phát triển đảng thì chi bộ cũng quan tâm đến đoàn thanh niên, đề nghị bên đoàn giới thiệu lên đoàn viên ưu tú xem xét bồi dưỡng được danh sách lên cấp trên để bồi dưỡng về địa phương để kết nạp vào đảng. Trong năm trong các năm thì chi bộ cũng làm tốt công tác phát triển đảng. Riêng năm 2022 thì kết nạp được 4 đảng viên. Trong chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
đề ra, đặc biệt là đảng viên luôn gương máu trong các phong trào của bản cũng như của chi bộ. Trên cơ sở những kết quả đạt được, các đảng viên trong chi bộ cũng luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gương mẫu đi đầu trong các phong trào do địa phương phát động, làm tốt công tác vận động người thân trong gia đình, làng xóm, xây dựng đời sống văn hóa, tránh ra các tệ nạn xã hội, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, qua đó góp phần xây dựng chi bộ bản ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tôi là một con người đảng viên, tức là cũng luôn luôn là chấp hành theo pháp Đảng, pháp luật của nhà nước. Luôn luôn là con làm được vận động con em con cháu là theo đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước thì thực hiện tốt về cái chủ trương, con là luôn luôn là gương máu để con là sau này là con cháu để là đi đủ điều kiện để đi theo học hết đi học cảm tình của Đảng. Thế này chúng tôi cũng càng ngày càng già đi thì mong muốn các cháu phải là thì cái là theo vào cảm tình Đảng để cho nên tế nó cho chi bộ cho chúng ta là cho nó thêm một sức mạnh vào thì coi tổng hợp thì càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng tốt đẹp hơn. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, trong thời gian tới, Đảng bộ xã Bắc Ta cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng, quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết Đảng bộ xã đã đề ra. Trong 3 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn huyện Nậm Nhùn ước đạt 40,9 tỷ đồng, đạt 26,3% kế hoạch. Tuy nhiên, thời gian qua do tác động chung của nền kinh tế thế giới dẫn đến có thời điểm giá xăng dầu biến động, phần nào gây khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Các ngành dịch vụ bưu chính viễn thông, du lịch tiếp tục phát triển, tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tổng lượt khách du lịch trên địa bàn còn hạn chế do cơ sở hạ tầng thu hút khách du lịch còn chưa phát triển, mới đang ở mức sơ khai. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền, đề ra những chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Hiện nay, diện tích cây ăn quả ôn đới của huyện Tam Đường là 250 ha, được trồng theo đề án phát triển cây ăn quả ôn đới trên địa bàn huyện từ năm 2013 đến năm 2017, với các loại cây như là đào trên 77 ha, mận 46 ha và 130 ha cây lê, tập trung chủ yếu tại xã Hồ Thầu, Giang Ma và Nùng Nàng. Năm nay, diện tích cây ăn quả ôn đới cho thu quả trên địa bàn huyện chiếm trên 80% diện tích. Thời điểm này, để cây ăn quả ôn đới phát triển tốt, đảm bảo chất lượng quả cũng như cho năng suất cao khi thu hoạch, huyện Tam Đường đang tích cực chỉ đạo bà con tập trung tỉa quả, chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.